Sở hữu làn da hoàn hảo luôn là mong ước của tất cả mọi người, nhưng cần chăm sóc như thế nào để có làn da đẹp lại là vấn đề không đơn giản, nhất là đối với làn da có nhiều thương tổn do mụn, sẹo, thâm nám. Một trong số những sản phẩm hỗ trợ trị mụn hiệu quả đang được nhiều người lựa chọn đó chính là Mimosa 7 Day do công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm thiên nhiên Mimosa Hàn Quốc sản xuất. Sản phẩm giúp các tín đồ làm đẹp có một làn da sạch mụn, mờ thâm, nám, ngăn ngừa sẹo và mang lại làn da trắng sáng. Với nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản, Mimosa 7 Day là sự kết hợp của các loại thảo dược tự nhiên có tính kháng khuẩn, giúp chống viêm, giúp tăng sức đề kháng của làn da, giúp phục hồi đối với làn da bị thương tổn. Da của mình bị rất nhiều loại mụn, mụn cám, mụn ẩn, mụn đầu đen. Và khi mà biết đến và sử dụng sản phẩm của Mimosa 7 Day thì trong vòng 7 ngày thì mình đã thấy mụn ẩn, mụn cám, mụn đầu đen của mình cải thiện rất là rõ rệt. Và sau khi sử dụng hết một lọ thì mình cảm thấy các loại mụn của mình gần như là đã hết sạch và cảm thấy da của mình căng bóng và trắng sáng hơn rất là nhiều ạ. Điều trị mụn đã khó, điều trị sẹo và vết thâm do mụn để lại càng khó hơn, nhưng tất cả sẽ được giải quyết khi bạn tìm được một sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Đặc trị mụn Mimosa 7 Day đã và đang được nhiều người tin dùng trong thời gian qua.